Đầu tiên nó xuất phát từ một sở thích rất là đơn thuần, đó là em thích viết lách và chia sẻ. Thì sau khi và khi mà em làm một công việc full time thì em cảm thấy nó thiếu thiếu, kiểu nó không có cái fulfillment đủ, thì em lại nghĩ tới việc là mình bắt đầu từ một cái gì đó mình thích. Thì viết lách nó đến như một điều rất là tự nhiên, bởi vì đó là sở thích rất là đã quá rất lâu rồi của em. Thì em tìm tự nhiên rồi cũng vô tình là em lại tìm thấy được chị Quỳnh. Thì giống như mình có một cái la bàn, một cái định hướng cho cái sở thích của mình đó, nó trở nên thành một cái side project. Thì từ đó em càng làm thử, em tìm tòi thì em lại thấy thích thú và em quyết định thử với con đường này. À, gần như là một trang giấy trắng. Có lẽ trước đó em làm mọi thứ rất là theo bản năng. Em nhờ một người tạo blog để em có thể đăng tải bài viết lên là xong. Và em viết cũng viết theo bản năng, có nghĩa là cứ nghĩ ra cái gì là viết theo cái đó. Không biết là một bài viết thì nên có những trình tự và mang lại những giá trị như nào cho ai hết. Thì và một phần nữa đó là những rào cản về kỹ thuật. Thì những người mà làm về kinh tế như tụi em đó, thì nghe kỹ thuật rất là thường đó, những phản ứng đầu tiên là sợ và lười nữa chị. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thêm thì mình xác định là mình phải học, thì sau đó thì mình quyết định là mình học. Thì nói chung là ban đầu em như một trang giấy màu trắng, làm mọi thứ theo bản năng, chưa biết những bài viết là như nào hết, chưa biết viết gì và cho ai hết, chỉ là viết cho mình thôi. Cái cản trở lớn nhất em nghĩ là em không biết bắt đầu từ đâu hết. Em quan tâm nhiều thứ, em không biết là mình phải chọn một niche để bắt đầu, em không biết chuyện đó luôn ạ. Và có quá nhiều thông tin trên internet, em cứ search search và em collect nhiều thông tin, nhưng thật sự em không tìm thấy được một điểm để bắt đầu. Em không xác định được cái ngách viết của mình. Em thích về tất cả mọi thứ và em viết về tất cả mọi thứ, nên mọi thứ nó không có rõ ràng, không có concrete được, và em không biết em phải bước bước đầu tiên ở đâu hết. Đó là cản trở lớn nhất. Với lại bản thể của em cũng kiểu hơi bị nghĩ nhiều quá, hơi bị đôi lúc overthinking nên nó không hiệu quả. Đôi lúc mình chỉ cần bước một bước đầu tiên rồi mình làm tiếp. Nhưng mà đó, sự kết hợp của nhiều thứ nó làm cho cái trở ngại nó càng trở thành giống như một tảng đá lớn hơn. Em giải quyết bằng cách đi tìm một người đồng hành, một người hướng dẫn em đó chị. Thì trong cái hành trình em đi tìm kiếm đó thì em tìm được chị Quỳnh. Thì các khóa học của chị đó là mọi thứ nó trở nên rất là rõ ràng. Từng cái video trong khóa học của chị là từng bước rõ ràng mà mình nên đi theo thứ tự. Chọn ngách viết, ví dụ ban đầu em chỉ nghĩ em viết về nhân sự thôi, nhưng mà nhờ những cái thông tin trong đó em mới biết à, từ cái niche mình phải chọn luôn cái sub niche, nó phải là nó nhỏ hơn nữa, thì cái đọc giả mục tiêu của mình mới rõ ràng hơn. Thì đó, thì từ cái việc mà xác định được cái niche nhỏ hơn và xác định được đọc giả mục tiêu của mình rõ ràng hơn, tự nhiên mọi thứ nó sáng tỏ hơn một tí xíu. Cái bài viết của mình biết bây giờ mình sẽ viết cho ai, mình viết để làm gì. Thì đó là cái giống như là kiểu một cái ánh sáng nhỏ nhỏ ban đầu mà làm cho em cảm thấy rất là giống như kiểu mình có cái động lực để bước thêm một bước đầu tiên để xem sao thử như nào. Mọi khó khăn nó vẫn còn ở đó, em vẫn bước những bước đầu tiên chút xíu thôi, nhưng mà em điều quan trọng là em thấy nó rõ ràng hơn rất là nhiều á chị. Em nghĩ bài học nó lớn nhất là nó về tư duy, như chị nói là tư duy blog như là một business. Nó rất là trái ngược với những gì em nghĩ trước đây, là em coi đó là sở thích nên em làm, nó không có kế hoạch, nó bộc phát nên là mọi thứ nó vẫn đều 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 nó ở đó vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình thực sự suy nghĩ là tư duy blog như một cái business đó, mình thực sự cần phải lên kế hoạch, mình phải xác định đặt cả mục tiêu, mình phải biết mình viết về cái gì, tuần này mình viết về cái gì, tuần sau mình viết về cái gì, mình lên kế hoạch nội dung. Tự nhiên nó có một con đường tiếp, tức là từ những cái bước đó nó cái không chắc là con đường nó sẽ đúng hay sai em không biết, nhưng mà nó có con đường để mình bước tiếp, và cái chuyện đó nó thay đổi em nhất luôn trong cái quá trình mà đồng hành với chị, là em thấy chuyện đó là nó thay đổi em nhiều lắm. Còn trước đó em coi đó là một sở thích kiểu viết cho vui rồi không có xác định được mình viết cho ai á, nên là
cái tư duy đó giống như một chiếc la bàn để em bước tiếp. Em nghĩ là em tìm được một chút sự tự tin và sự rõ ràng trong cách viết, và mình xác định là mình sẽ đi thử với ngách này trong một khoảng thời gian, thì cái sự rõ ràng nó vô cùng quan trọng đối với em, và em coi đó một thành tựu. Bởi vì khi mà mình cảm thấy mọi thứ trước mắt nó rõ ràng đó, thì mình cứ bước cái đã, tới khi nào mình gặp đá thì mình lại tính sau. Thì thành tựu lớn nhất em cảm thấy là em sẽ xác định là em sẽ đi theo cái ngách này trong một khoảng thời gian để thử nghiệm xem như nào. Cái thứ hai nữa đó là hình thành thói quen viết theo lịch trình, giống như em đã xác định mục tiêu ban đầu từ cái theo cái hướng dẫn trong khóa học, đó là mình tự xác định cho mình là mỗi tuần mình sẽ lên một bài. Cái chuyện đó nó giúp cho mình giữ cái thói quen mình viết và mình nghiên cứu mỗi tuần. Mỗi tuần như nào không biết, mình sẽ lên một bài. Thì đó là hai cái thành tựu mà em nghĩ là nó có ý nghĩa rất là lớn trong việc em bắt đầu một điều gì đó, em bắt đầu cái hành trình. Mục tiêu gần nhất vẫn là duy trì việc viết và đăng tải bài viết đều đặn. Trước mắt là em thấy đó là mục tiêu gần. Bởi vì cái việc mình xác định mình làm nhiều thứ đa to vú lớn mà mình không thực sự nhắc quán và kiên trì trong từng bước nhỏ đó, thì nó cũng chưa gọi là nó sẽ dễ bị lỡ bước ở giữa đường. Còn mục tiêu xa hơn thì em sẽ xác định là thành thạo kỹ năng blogging hơn, rành hơn về những cái trở ngại về kỹ thuật, và em không còn sợ nữa. Giống như em gặp cái gì em biết em sẽ Google, là em tự sợ. Trước đây là em không đụng vào luôn, chỉ vì em lười, em nghe kỹ thuật là em sợ lắm. Nhưng mà thì làm theo những bước chỉ cũng là làm theo thôi, nhưng ít nhất là mình được làm thực tế, nên sau đó mình không sợ nữa. Thì mình vượt qua cái nỗi sợ là về kỹ năng, những cái setup đằng sau, cái kỹ thuật đằng sau blog. Và một cái mục tiêu nữa đó là xuất hiện kiên trì và nhất quán, tự tin hơn với việc chia sẻ nội dung của mình. Nó sẽ là có một cái lịch, cái gì giống như mình có cái content calendar đúng không, thì đó là cái content calendar để mình ra những bài viết. Em cũng học theo chị thôi, thì cái việc mà mình đăng trên mạng xã hội, ví dụ tuần này mình sẽ đăng những bài gì, em sẽ blog những cái blog vào trong cái calendar của mình, và em sẽ dành tầm một tiếng gì đó để chia sẻ những cái nội dung đó. Nó khó với em, nhưng mà em xác định em sẽ phải làm thì em sẽ làm, và mình có lịch. Ví dụ tuần này mình sẽ lên được 3 bài đi, thì mình cứ em thường lên kế hoạch cho mọi thứ vào đầu tuần, thì ví dụ tuần này em sẽ xác định là thứ tư cái thứ năm đi, à thứ tư hoặc thứ sáu gì đó em sẽ share bài lên, thì em sẽ block cái thời gian đó. Đó là những cái bước nhỏ nhất mà em có thể nghĩ ra. Em thấy sướng đó chị, có nghĩa là tự nhiên mình có một người bày cho mình nè, bước 1, bước 2, bước 3, bước 10 nè, sau đó mình thật sự làm chính xác theo những gì người ta dạy chỉ á, cái tự nhiên tới cái bước 10 xong mình kiểu ok xong rồi đó hả. Không, bây giờ mình phải ở trên cái đôi chân của mình thôi, nhưng mà trước đó là mình đã có một cái nền tảng, tức là trong quá trình đi theo cái những cái bước của chị hướng dẫn đó, thì em cứ mỗi ngày nó được lắp thêm một tí, lắp đầy thêm một tí một tí, thì sau khi xong hết thì em cảm thấy mình có một cái độ vững chãi nhẹ nhẹ để mình ok từ đây mình sẽ bước tiếp. Nên là em chắc chắn em sẽ chọn, bởi vì em rất là thích. Mình viết mình có chiến lược hơn, mình có kế hoạch hơn, mình biết cho ai để làm gì. Em nghĩ là em sẽ nói với mọi người là hãy tìm một người đồng hành. Giống như em, nếu mà em không có chịu mình đồng hành với em 2 tháng trước á, bây giờ em vẫn y chang rồi trước đó. Em không có cái gì bắt đầu hết, nó sẽ y chang như vậy. Bởi vì mình ngồi mình search quá nhiều, xong mọi thứ nó vẫn cứ mông lung. Thì ít nhất là đối với em, cái chuyện một người mentor, một người đồng hành nó vô cùng có giá trị luôn. Nó giống như kiểu là bà, nó không giống cái bạn đồ ý mà không cần phải chỉ từ đây tới đây, nhưng mà nó định hình được tư duy, cả về tư duy, cả kiến thức, cả kỹ năng nữa. Thì em thấy việc đó vô cùng có ý nghĩa với em luôn á.
Thì giống như em cách đây 2 tháng em không biết phải làm gì hết, nên cuối cùng em phải tìm đến một người đồng hành. Thì sau 2 tháng em không hề hối hận về chuyện đó. Nên là lời khuyên cho em, cho các bạn kiểu đang bị mông lung như em ngày xưa, thì nên tìm kiếm một người đồng hành, một người mentor, một người dẫn đường đã có kinh nghiệm sẵn giống như chị, để mọi thứ nó rút ngắn được thời gian tìm hiểu hơn. Có thể đó không phải là cách duy nhất, nhưng mà cách vô cùng có hiệu quả đối với em. Tóm lại là nó giống như một la bàn cho em. Ví dụ như ban đầu là em xác định là em sẽ giữ cái blog cũ, vì em cũng chả biết, em không hiểu tại sao phải thay đổi hết. Nhưng mà sau khi chị chia sẻ này, chị thuyết phục em, chị định hướng cho em cảm thấy bị thuyết phục và ok, em follow là em tạo một cái blog mới. Chứ nếu mà trước đó chị không định hướng, thì em không có chị định hướng, thì em vẫn cứ đi theo cái đường cũ đó, mà em không biết nó setting như nào để mà optimal, chủ tối ưu hóa nó lên hết, đại loại là vậy. Hoặc là khi mà em không biết cái niche của mình là gì hết, thì tự nhiên học cái bài về sub niche của chị là em lại biết là nhân sự không phải là một cái niche, mà mình phải narrow down nó lại, mình sẽ phải biết về quản trị nhân tài thôi. Và đó là cái mảng mà mình có kinh nghiệm, mà trong ngành test nữa. Thì đó, đại loại là cứ mỗi lần mà em nghĩ như này á, là có chị định hướng thêm lại cho em, và em tiêu hóa những kiến thức đó thì em cảm thấy hợp lý, em thấy bị thuyết phục và em tin tưởng vào chị, thì chị giống như một người đồng hành đi trước soi sáng, kiểu như là em cảm thấy được thuyết phục ấy. Đi theo chị. Với cả là em cũng tìm thấy một phần nữa, đó là cái phần introvert trong mình đó, là chị hiểu. Thì cái chuyện đó rất là có ý nghĩa, bởi vì những cái khó khăn của một người introvert không phải ai cũng hiểu. Thì đôi lúc được thấu hiểu cũng là một dạng được khuyến khích, được có ý nghĩa. Không cần là lời khuyên, nhưng mà nó cũng là một dạng động lực về tinh thần. Thì trên cái hành trình này thì tinh thần cũng là một trong những yếu tố rất là lớn.